Tuổi già, ăn khoai lang làm hạ đường huyết. Bác sĩ tiết lộ sự thật bất ngờ về khoai lang nên biết. Kính chào các khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Sức khỏe tuổi già trên kênh Chuyện Nhân Quả. Các bạn thân mến, khi bước vào tuổi già, sức khỏe dần trở nên một mối quan tâm hàng đầu và đặc biệt là vấn đề kiểm soát đường huyết. Nhiều người trong chúng ta vẫn tin rằng khoai lang với hương vị ngọt ngào và giá trị dinh dưỡng cao có thể là một thực phẩm tuyệt vời có thể giúp bạn hạ đường huyết. Nhưng liệu điều này có thật sự đúng hay không? Trong cuộc hành trình tìm kiếm những phương pháp tự nhiên để duy trì sức khỏe, khoai lang đã trở thành một chủ đề nhận được nhiều sự chú ý. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tiết lộ từ các chuyên gia y tế về sự thật bất ngờ mà khoai lang mang lại. Bạn sẽ ngạc nhiên trước những lợi ích và cả những điều cần lưu ý khi tiêu thụ loại củ này. Hãy cùng Chuyện Nhân Quả khám phá để biết xem liệu rằng khoai lang có thực sự là người bạn đồng hành tin cậy trong việc kiểm soát đường huyết hay không nhé. Bà Lý năm nay đã 73 tuổi, mắc căn bệnh tiểu đường. Do đó bà luôn mong muốn có thể kiểm soát đường huyết của mình nhờ vào chế độ ăn thay vì phụ thuộc vào thuốc. Nghe người nhà nói rằng khoai lang rất tốt cho sức khỏe và còn có thể hạ đường huyết, nên bà đã bắt đầu ăn khoai lang 3 bữa một ngày. Mỗi bữa một củ thay cho cơm. Và sau một thời gian, bà Lý đi kiểm tra lượng đường trong máu của mình. Bạn biết không, đáng ngạc nhiên khi kết quả là đường huyết của bà hiện tại còn tăng hơn trước. Không những thế, bà còn thường xuyên cảm thấy chướng bụng khó tiêu. Điều này đã khiến cụ bà 73 tuổi vô cùng bối rối. Vậy thì trên thực tế, khoai lang làm tăng hay hạ đường huyết? Và nó có tốt cho sức khỏe của chúng ta như nhiều người vẫn nói hay không? Khoai lang ảnh hưởng thế nào đến đường huyết? Bạn có biết không, khoai lang là một nguồn dinh dưỡng phong phú và đa dạng. Chúng chứa nhiều chất xơ, vitamin A, vitamin C, cùng các khoáng chất như mangan, đồng và kali. Theo đông y, khoai lang có vị ngọt, tính bình, giúp ích thận, nhuận tràng, tiêu viêm, lợi gan mật, sáng mắt và trị táo bón cũng như nhức mỏi cơ khớp. Đặc biệt, khoai lang có màu cam và tím, rất giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể của bạn khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây ra, từ đó giúp ngăn ngừa bệnh tim và ung thư xảy ra đến tuổi già. Khoai lang không chỉ hỗ trợ sức khỏe đường ruột, thị lực và chức năng não bộ, mà còn giúp kiểm soát và duy trì cân nặng. Tuy nhiên, có một sự thật là khi được chế biến, khoai lang có thể có chỉ số đường huyết cao ngất ngưỡng, đặc biệt là các loại khoai lang mật. Bạn biết không, trong một củ khoai lang 100g chín sẽ có chứa 4-7g đường và 20g carbon hydrate. Khoai lang luộc có chỉ số đường huyết là 77, trong khi đó nó được nướng 45 phút là 81-83. Do đó loại củ này sau khi chế biến sẽ thuộc nhóm thực phẩm có nguy cơ tăng lượng đường trong máu của bạn ngay sau khi ăn. Điều này có nghĩa là gì? Bạn có nhận ra không? Chúng ta có thể thấy rằng khoai lang luộc ảnh hưởng đến lượng đường trong máu ít hơn nhiều so với khoai lang chiên hay nướng có thêm gia vị. Do đó, bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng Tiết Thanh Tâm đã nhắc nhở rằng những ai muốn kiểm soát đường huyết khi càng về cao tuổi sẽ không cần phải loại bỏ hoàn toàn khoai lang khỏi chế độ ăn của mình. Loại củ này vẫn cung cấp rất nhiều dưỡng chất quan trọng cho sức khỏe và cũng sẽ hỗ trợ kiểm soát đường huyết cho chúng ta nếu như biết cách sử dụng. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế thường xuyên thay thế khoai lang cho cơm để tránh nạp quá nhiều carbon hydrate, vì nó sẽ khiến lượng đường trong máu tăng không kiểm soát và gây ra chứng khó tiêu sau khi ăn xong. Và thời điểm để chúng ta ăn khoai lang tốt nhất là vào bữa sáng để có thể cung cấp năng lượng hiệu quả cho cơ thể. Và đối với những ai bị thừa cân hoặc mắc bệnh tim thì chúng ta nên ăn khoai lang tối đa 2-3 lần mỗi tuần. Hơn nữa, bạn cũng có thể kết hợp khoai lang cùng với các loại rau không chứa tinh bột, giàu chất xơ và protein tốt trong bữa ăn để duy trì đường huyết ổn định và đảm bảo cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể chúng ta mỗi ngày. Hãy nhớ rằng một chế độ ăn uống hợp lý và cân bằng luôn là chìa khóa để duy trì sức khỏe tốt, đặc biệt khi chúng ta càng cao tuổi. Những nhóm người cao tuổi không nên ăn khoai lang thường xuyên để tránh gây hại cho sức khỏe. Trong thế giới dinh dưỡng vô cùng đa dạng như hiện nay, thì đôi khi việc lựa chọn thực phẩm phù hợp với cơ thể của mình
cũng không phải điều dễ dàng. Đặc biệt là đối với người cao tuổi đã ngoài 60, thì việc này càng trở nên đặc biệt hơn và cần thiết hơn bao giờ hết. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về những trường hợp nào không nên ăn khoai lang thường xuyên nhé. 1. Người mắc bệnh tiểu đường. Khoai lang chính là một nguồn dinh dưỡng giàu chất xơ và khoáng chất cần thiết. Thế nhưng, chúng ta đã biết ở phần trước, loại củ này không phải lúc nào cũng tốt, đặc biệt là đối với những ai đang đối mặt với căn bệnh tiểu đường. Vì dù chất xơ trong khoai lang có thể giúp kiểm soát lượng đường huyết, nhưng lượng cáp trong nó lại khá cao. Do đó có thể làm tăng chỉ số đường huyết và từ đó khiến cho tình trạng tiểu đường không ổn định và càng khó kiểm soát hơn. 2. Người bị thừa cân. Bên cạnh những ai mắc bệnh tiểu đường, thì đối với những người cao tuổi có vấn đề về cân nặng cũng cần hết sức lưu ý. Mặc dù khoai lang có chứa nhiều chất xơ, có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Nhưng một số sản phẩm từ khoai lang, ví dụ như bánh khoai, cũng có thể chứa nhiều lượng calo và đường. Điều này có thể khiến cho việc tăng cân không kiểm soát đấy ạ. 3. Người có hệ tiêu hóa kém. Đặc biệt, nếu như bạn gặp phải các vấn đề tiêu hóa như táo bón hoặc bệnh về đường ruột, thì chúng ta nhất định phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ăn khoai lang. Trái lại với suy nghĩ mà chúng ta thường thấy rằng khoai lang giúp tiêu hóa tốt, thì nếu bạn ăn quá nhiều khoai lang, còn có thể gây ra tình trạng khó tiêu và tạo thêm nhiều hệ lụy nguy hiểm cho sức khỏe, hệ tiêu hóa của bạn khi về già. Hai loại củ khác có thể thay thế khoai lang giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả. Khi bạn đang tìm kiếm các giải pháp tự nhiên để kiểm soát đường huyết, thì khoai lang thường được nhắc đến như một lựa chọn dinh dưỡng tuyệt vời, đúng không nào? Tuy nhiên, liệu rằng bạn có biết rằng có hai loại củ khác nhau có thể thay thế khoai lang và mang lại hiệu quả tương đương? Và nếu không muốn nói là tốt hơn trong việc duy trì mức đường huyết ổn định. Hai loại củ này không chỉ giàu chất dinh dưỡng mà còn dễ dàng để chúng ta có thể kết hợp vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Hãy cùng khám phá và tìm hiểu xem đó là những loại củ gì và chúng có thể giúp kiểm soát đường huyết như thế nào nhé. 1. Củ năng. Bạn có biết rằng củ năng hay còn gọi là củ mã thầy không chỉ là một món ăn ngon mà còn là một siêu thực phẩm dành cho những người cao tuổi mắc bệnh tiểu đường. Củ năng thuộc nhóm rau không chứa tinh bột và rất ít calo, khiến nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho những ai đang theo đuổi chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Một trong những điểm nổi bật của củ năng là hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Theo Healthline, các chất chống oxy hóa trong củ năng có thể giúp chúng ta giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Căng thẳng oxy hóa là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2, và thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như củ năng có thể có khả năng ngăn ngừa hiệu quả tình trạng này. Không chỉ dừng lại ở đó, củ năng còn có lợi ích đáng kể đối với việc kiểm soát đường huyết. Theo nghiên cứu được công bố trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, củ năng chứa hàm lượng chất xơ cao. Chất xơ này không chỉ giúp điều chỉnh hệ tiêu hóa, mà còn kiểm soát lượng đường trong máu ở mức an toàn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những ai đang mắc bệnh tiểu đường. Vì việc duy trì mức đường huyết ổn định là yếu tố then chốt để bạn kiểm soát bệnh hiệu quả hơn. Ngoài ra, việc chúng ta kết hợp bổ sung củ năng vào chế độ ăn uống hàng ngày cũng không hề khó khăn. Bạn có thể ăn củ năng sống, nấu chín hoặc thêm vào các món salad và món xào. Hương vị ngọt nhẹ và giòn của củ năng không chỉ làm tăng thêm độ ngon miệng của bữa ăn mà còn giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và làm giảm cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ hiệu quả quá trình giảm cân và kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể. 2. Củ nưa, khoai nưa. Các bạn có biết rằng củ nưa vốn là một loại thực phẩm quen thuộc trong ẩm thực châu Á, là một vũ khí bí mật giúp người cao tuổi kiểm soát đường huyết hiệu quả không? Củ nưa rất giàu chất xơ hòa tan glucomannan, một loại chất xơ đặc biệt có khả năng hạ đường huyết. Theo một nghiên cứu năm 2015, ăn thực phẩm chứa glucomannan không chỉ giúp những người mắc bệnh tiểu đường cảm thấy no lâu hơn, mà còn giúp họ giảm tiêu thụ các loại đồ ăn có thể làm tăng đường huyết. Và điều này thật sự quan trọng vì cảm giác no lâu sẽ giúp bạn hạn chế việc ăn vặt và tiêu thụ những thực phẩm không lành mạnh. Glucomannan hoạt động như một loại keo trong dạ dày, làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ đường, từ đó giúp duy trì mức đường huyết của chúng ta ổn định hơn. Không chỉ dừng lại ở đó, một phân tích tổng hợp từ 6 nghiên cứu khác nhau đã chứng minh rằng việc bổ sung chất xơ glucomannan có
có thể giúp giảm đáng kể lượng đường trong máu lúc đói và lượng đường trong máu sau bữa ăn 2 giờ. Điều này cho thấy glucomannan không chỉ có tác dụng ngắn hạn mà còn có lợi ích lâu dài trong việc kiểm soát đường huyết. Thêm vào đó, củ nưa có chỉ số đường huyết thấp, nghĩa là nó không gây ra những biến động lớn về mức đường huyết sau khi ăn. Do đó, các sản phẩm từ củ nưa như mì nưa, cơm nưa đều đã trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai đang mắc bệnh tiểu đường. Những sản phẩm này có thể giúp bạn thay thế cho các loại đồ ăn giàu tinh bột như cơm, bánh mì mà chúng ta thường ăn, từ đó giúp tránh tình trạng đường huyết tăng vọt sau bữa ăn. Sau 60 tuổi, 4 loại quả nam giới nên tích cực bổ sung để gan thận khỏe, kiểm soát đường huyết, chống ung thư. Các bạn thân mến, sau 60 tuổi, cơ thể nam giới cũng trải qua quá trình lão hóa toàn diện về các chức năng, các cơ quan và khả năng vận động. Khi đó, nguy cơ mắc bệnh tim sẽ tăng lên đáng kể, cùng với đó là vấn đề về xương khớp, huyết áp cao, tiểu đường, chất lượng giấc ngủ cũng tăng nguy cơ mắc ung thư tuổi tác. Chế độ bổ sung vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ tăng cường thể lực, ngừa một số bệnh tật cho nam giới khi bước qua tuổi 60. Sau đây, chuyện nhân quả sẽ chia sẻ đến bạn 4 loại quả mà chúng ta nên tích cực bổ sung để thận gan khỏe mạnh, kiểm soát đường huyết và chống ung thư nhé. 1. Táo. Táo là một loại quả ít kali, phốt pho và natri nên có thể bổ sung vào chế độ ăn thân thiện với thận. Loại quả này có đặc tính chống viêm và hàm lượng chất xơ cao, loại bỏ độc tố khỏi đường tiêu hóa và giảm tải cho thận, giải độc gan. Nhờ chất xơ dồi dào nên táo cũng giúp giảm các yếu tố nguy cơ khác nhau gây ra bệnh thận, giảm lượng đường trong máu và cholesterol. Táo cũng là nguồn giàu nhóm chất oxy hóa polyphenol, liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 và chống lại một số loại ung thư như ung thư phổi, ung thư vú, ung thư đại tràng. Một nghiên cứu trên 38.000 người cho thấy, những người ăn nhiều hơn một quả táo mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 thấp hơn 28% so với những người không ăn bất kỳ quả táo nào. 2. Lựu. Lựu là loại quả mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của nam giới sau 60 tuổi, đặc biệt là cho thận và kiểm soát đường huyết. Loại quả này chứa nhiều chất chống oxy hóa, anthocyanin và vitamin C có lợi cho tim mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh thận, giúp bảo vệ gan khỏi tổn thương. Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy, sử dụng một lượng nhất định quả lựu có thể ngăn chặn được những tổn thương của gan, thận, bảo vệ gan thận khỏi những độc tố. Các nhà khoa học đã chứng minh tác dụng hứa hẹn của lựu trong cuộc chiến chống lại bệnh ung thư tuyến tiền liệt, vú đại tràng, gan, phổi và nhiều bệnh khác. Một số nghiên cứu ban đầu cho thấy, những người mắc bệnh tiểu đường type 2 uống nước lựu có sự cải thiện tình trạng kháng insulin. 3. Việt quất. Việt quất có nhiều chất chống oxy hóa và hợp chất thực vật được gọi là anthocyanin, giúp giảm viêm, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Nam giới thường xuyên ăn các loại quả mọng như việt quất, dâu tây, mâm xôi, giúp giảm stress oxy hóa trong cơ thể, từ đó giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư thực quản, ung thư ruột kết, ung thư vú và tăng cường sức khỏe thận gan. Loại quả này cũng cung cấp một lượng đáng kể chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa cho nam giới sau 60 tuổi. Việc duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh có thể giảm áp lực lên thận và giúp loại bỏ chất cặn và độc tố khỏi cơ thể. Việt quất ít kali, phốt pho và natri phù hợp cả với nam giới mắc bệnh thận. Chất chống oxy hóa anthocyanin và quercetin được chỉ ra có khả năng giảm sự hấp thụ trong đường ruột, giúp kiểm soát đường huyết. 4. Dâu tây. Dâu tây chứa hai loại phenol và anthocyanin, anthocyanin giúp cải thiện chức năng thận cho nam giới sau 60 tuổi. Dâu tây giàu chất xơ giúp giải độc cơ thể bằng cách thúc đẩy tiêu hóa đều đặn và cung cấp chất chống oxy hóa, chống viêm, ngừa bệnh gan do tích tụ nhiều độc tố. Trong dâu tây chứa nhiều vitamin C, B, E và các khoáng chất như sắt, đồng, magie cùng các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe tim mạch và kiểm soát lượng đường trong máu. Các nghiên cứu đã chỉ ra tác dụng cải thiện cholesterol tốt và huyết áp ở người trung niên thường xuyên ăn quả mọng như dâu tây. Chất chống oxy hóa trong dâu tây cũng được chứng minh liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, bao gồm ung thư thực quản
và ung thư phổi. Loại quả này thúc đẩy sản xuất hai loại hormone quan trọng adiponectin và leptin, giúp đốt cháy chất béo và tăng cường trong trao đổi chất, tốt cho người sau 60 tuổi khi quá trình trao đổi chất ở tuổi này chậm lại. Trong hành trình chăm sóc sức khỏe khi cao tuổi, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp đóng vai trò quan trọng. Với những giá trị dinh dưỡng phong phú, khoai lang không chỉ là một nguồn năng lượng tuyệt vời mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là khả năng kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, như các bác sĩ đã tiết lộ, để tận dụng tối đa lợi ích của khoai lang và tránh những tác động không mong muốn, người cao tuổi cần biết cách sử dụng đúng đắn. Không chỉ đơn thuần là một món ăn, khoai lang còn là một phần của lối sống lành mạnh, giúp bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Sự kết hợp giữa kiến thức khoa học và thực hành dinh dưỡng đúng cách sẽ giúp chúng ta sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Vì vậy, hãy lắng nghe cơ thể của mình, hiểu rõ những điều cần lưu ý khi tiêu thụ khoai lang và từ đó biến mỗi bữa thức ăn thành một cơ hội để cải thiện sức khỏe tốt các bạn nhé. Trong văn hóa ẩm thực của người Việt, lòng lợn là một trong những món ăn dân dã nhưng lại được rất nhiều người yêu thích. Dù đã vượt qua tuổi 60, nhiều người cao tuổi vẫn giữ thói quen ăn uống này mà không hề có sự dè chừng. Không chỉ dừng lại ở việc nấu cháo lòng hay lòng luộc, lòng lợn còn được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn khác nhau như nhúng lẩu, lòng nướng hay lòng chiên rán. Tuy nhiên, đằng sau hương vị ngon lành là những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe mà lòng lợn mang lại. Theo bác sĩ Lê Văn Thiệu, chuyên gia từ khoa nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, lòng lợn có chứa một số chất dinh dưỡng như chất đạm và chất béo. Nhưng việc tiêu thụ lòng lợn cũng đồng nghĩa với việc tiếp nhận các nguy cơ gây hại cho cơ thể, đặc biệt khi về già. Vậy nên, chúng ta nên ăn thế nào cho hợp lý, an toàn? Hãy cùng kênh Chuyện Nhân Quả tìm hiểu trong video ngày hôm nay để hiểu rõ hơn về những tác động mà lòng lợn mang lại đối với sức khỏe của chúng ta, các bạn nhé! Câu chuyện sau đây về bà Lan và ông Năm, một cặp vợ chồng cao tuổi sống trong căn nhà nhỏ ở Yên Bái, nơi họ đã chia sẻ nhiều kỷ niệm và gắn bó suốt nhiều năm qua. Ông Năm, năm nay tôi đã 71 tuổi, nhưng vẫn không ngừng tham gia vào buổi gặp gỡ bạn bè. Mỗi buổi gặp gỡ như thường lệ, không thể thiếu món cháo lòng trứ danh xuất hiện trên bàn nhậu. Đó là một phần không thể thiếu trong các cuộc họp mặt. Một món ăn vô cùng quen thuộc và khoái khẩu đối với ông Năm. Nhưng gần đây, ông Năm liên tục cảm thấy cơn đau nhức kéo dài và cơn rung tạc trở nên thường xuyên hơn. Bà Lan không ngừng lo lắng và quyết định đưa ông Năm đến bác sĩ để kiểm tra sức khỏe. Kết quả là ông Năm đã được chẩn đoán mắc bệnh gút và tiểu đường type 2. Tin này đã khiến cả hai vợ chồng ông vô cùng buồn và lo lắng. Từ đó, ông Năm quyết định thay đổi lối sống và chế độ ăn uống của mình. Bỏ đi thói quen ăn lòng quá nhiều, họ chuyển sang một chế độ ăn lành mạnh hơn, giàu dinh dưỡng và hạn chế đường. Bên cạnh đó, ông Năm cũng tuân thủ đúng liệu trình điều trị từ bác sĩ, với hy vọng căn bệnh này sẽ thuyên giảm trong tương lai. Lòng non là cơ quan tiêu hóa thức ăn của lợn, do vậy các thức ăn mà lợn ăn sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của loại thực phẩm này. Nhiều người chăn nuôi dùng thức ăn chăn nuôi không đủ tiêu chuẩn có thể khiến lòng non có nguy cơ nhiễm tạp chất. Còn lòng da của lợn là nơi chứa chất thải từ quá trình tiêu hóa. Do đó đây là bộ phận tiềm ẩn nhiều nguy cơ chứa chất bẩn, chất độc hại hơn. Món ăn này sẽ càng trở nên độc hại khi bạn ăn theo cách sau. 1. Ăn lòng lợn chưa chín kỹ. Nội tạng của động vật như gan, tim, dạ dày, thận thường có hàm lượng calo cao. Tuy nhiên những bộ phận này không được làm sạch kỹ và nấu chín hoàn toàn có thể trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, gây ra các bệnh nguy hiểm như kiết lỵ, tả, thậm chí là viêm gan. Một căn bệnh đáng sợ mà chúng ta có thể gặp phải khi ăn lòng lợn chưa được nấu chín là nhiễm liên cầu khuẩn Streptococcus cirrus. Loại vi khuẩn này thường bám trong máu tiết, lòng ruột, nội tạng và thịt lợn. Người ăn phải lòng lợn mà không làm sạch và nấu chín cẩn thận dễ bị nhiễm ký sinh trùng, gây ra các bệnh nguy hiểm cho sức khỏe. Cháo lòng mặc dù được coi là một món ăn dân dã phổ biến,
nhưng lại chứa một lượng lớn cholesterol khó tiêu hóa. Những bệnh tật tồn tại trong nội tạng của động vật có thể lây lan sang người ăn, gây ra những ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe. Vì vậy, khi cảm thấy mệt mỏi hoặc không khỏe, bạn nên hạn chế tiêu thụ cháo lòng, lòng lợn và các món ăn tương tự. Điều này sẽ giúp giảm nguy cơ tiếp xúc với các vi khuẩn gây bệnh và giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh và an toàn. 2. Dùng lòng lợn để qua đêm. Bạn biết không, thực phẩm dù đã được làm sạch và cẩn thận đến mức nào, vẫn có thể dễ bị nhiễm khuẩn trở lại. Điều này thường xảy ra khi chúng ta lưu trữ trong điều kiện không đủ sạch sẽ hoặc không được bảo quản đúng cách. Một trong những thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn trở lại và ôi thiêu nhanh chóng là lòng lợn. Lòng lợn sau khi nấu chín thường không thể để lại qua đêm mà không bị ôi thiêu hoặc có mùi hôi khó chịu. Vi khuẩn có thể phát triển rất nhanh trên bề mặt của thực phẩm khi chúng được để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài. Do đó, cách tốt nhất là chúng ta không nên để lại lòng lợn ăn thừa qua đêm. Nếu có thực phẩm dư thừa, hãy đổ đi mà không để lại để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn và bảo vệ sức khỏe của bạn, gia đình. Điều quan trọng là luôn giữ vệ sinh thực phẩm và thực hiện các biện pháp an toàn trong việc bảo quản và tiêu thụ thực phẩm để đảm bảo rằng chúng luôn an toàn và tươi ngon. 3. Ăn quá nhiều lòng lợn. Các chuyên gia dinh dưỡng đã thống nhất rằng việc tiêu thụ lòng lợn nên được kiểm soát và hạn chế. Mỗi tuần, mỗi người nên ăn khoảng 2-3 lần, với lượng khoảng 50-70 gram cho người lớn và 30-50 gram cho trẻ nhỏ. Đặc biệt đối với những người cao tuổi mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao hoặc tim mạch, việc tránh ăn lòng lợn là cực kỳ quan trọng. Lòng lợn chứa nhiều chất béo và cholesterol, có thể góp phần làm tăng huyết áp và cholesterol trong máu, đặc biệt đối với những người có tiền sử bệnh tim mạch. Hơn nữa, đối với những người mắc bệnh tiểu đường, lòng lợn có thể gây ra biến chứng đáng lo ngại do tăng đường huyết nhanh chóng. Vì chúng ta hạn chế tiêu thụ lòng lợn khi về già, không chỉ giúp kiểm soát cân nặng, mà còn giảm nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến tim mạch và tiểu đường. Thay vào đó, người cao tuổi nên tập trung vào việc tiêu thụ thực phẩm giàu protein từ các nguồn khác như thịt gà, cá, đậu hoặc các loại hạt giống để duy trì sức khỏe tốt nhất có thể nhé. 4. Ăn nội tạng không rõ nguồn gốc. Trên thị trường ngày nay, nguy cơ từ thực phẩm nhập lậu, đặc biệt là nội tạng động vật, đang trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Các cơ quan chức năng đã phát hiện và ghi nhận nhiều trường hợp hàng tấn nội tạng động vật nhập lậu từ Trung Quốc, sau đó được xử lý bằng các chất hóa học rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Những cử động này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ẩn chứa nhiều rủi ro cho sức khỏe của người tiêu dùng. Các loại nội tạng động vật nhập lậu, đặc biệt là bị ôi thiêu và sau đó được xử lý bằng hóa chất, có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe cho người tiêu dùng. Từ nguy cơ về vi khuẩn gây bệnh đến các chất độc hại từ hóa chất đã sử dụng, tất cả đều đe dọa sức khỏe của mọi người, đặc biệt là những người cao tuổi và trẻ em. Vì vậy, khi mua và tiêu thụ nội tạng động vật, người tiêu dùng chúng ta cần phải cực kỳ cẩn trọng và kiểm tra nguồn gốc của sản phẩm mình mua, tránh tiếp xúc và tiêu thụ những loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những loại nội tạng có nguy cơ cao. Việc này cực kỳ quan trọng để bảo vệ sức khỏe và tránh xa khỏi từ nguy cơ thực phẩm không an toàn. Thêm vào đó, nếu chúng ta ăn món ăn này một cách không thận trọng, nhất là khi tuổi tác đã cao, cả cơ thể và hệ thống tiêu hóa của bạn cũng trở nên kém linh hoạt và nhạy cảm hơn, thì điều này có thể gây ra rất nhiều hệ lụy cho sức khỏe của bạn. Cụ thể có những tác động như sau. 1. Nguy cơ bị nhiễm khuẩn. Theo nhiều nghiên cứu đã được chứng minh, lòng lợn có thể là một nguồn cung cấp calo cao. Nhưng điều quan trọng không chỉ là lượng calo mà còn là cách chế biến và sự vệ sinh của loại thực phẩm này. Các bộ phận của lợn như gan, tim, dạ dày, thận chứa đựng nhiều calo và protein. Tuy nhiên, khi không được làm sạch và chế biến đúng cách, chúng có thể trở thành nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe của chúng ta. Việc ăn lòng lợn không được làm sạch sẽ và chín hoàn toàn có thể dẫn đến vi khuẩn và ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể, gây ra những căn bệnh nguy hiểm như thương hàn, kiết lỵ, bệnh tả và thậm chí là viêm gan.
Điều này đặc biệt đáng lo ngại đối với người cao tuổi, vì hệ thống miễn dịch của họ thường yếu hơn và dễ bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các tác nhân gây bệnh. Chính vì vậy, khi tiêu thụ lòng lợn, việc làm sạch kỹ lưỡng và chế biến đúng cách là điều không thể bỏ qua. 2. Tăng nguy cơ bệnh nan y. Lòng lợn là một món ăn phổ biến và được rất nhiều người Việt ưa thích, được biết đến với hàm lượng protein và dinh dưỡng cao, là nguồn cung cấp đạm quan trọng cho cơ thể. Tuy nhiên, việc tiêu thụ lòng lợn cũng cần được cân nhắc và kiểm soát, đặc biệt là đối với những người cao tuổi. Lòng lợn chứa nhiều cholesterol xấu và axit uric. Đây là hai yếu tố tiềm ẩn gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Việc tiêu thụ lòng lợn quá nhiều có thể tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như bệnh gút, tiểu đường, tim mạch và huyết áp cao. Những người đã mắc phải các bệnh này cần phải hạn chế tiêu thụ lòng lợn vì chúng có thể làm tiến triển bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, một chế độ ăn giàu đạm từ lòng lợn có thể dẫn đến tăng cân không mong muốn, gây ra nhiều vấn đề sức khỏe cho chúng ta khi về già, như bệnh mỡ máu cao, béo phì và các vấn đề về tiêu hóa. Do đó, việc chúng ta kiểm soát liều lượng và tần suất tiêu thụ lòng lợn là rất quan trọng, đặc biệt là đối với người cao tuổi. 3. Nguy cơ nhiễm liên cầu khuẩn lợn. Trong thực tế, việc tiêu thụ các sản phẩm từ lợn mà không qua sự nấu chín kỹ càng có thể mang lại những hậu quả đáng sợ cho sức khỏe của con người, đặc biệt là đối với những người cao tuổi. Một trong những nguy cơ lớn nhất đó là nhiễm liên cầu khuẩn Streptococcus syrus. Đây là một loại vi khuẩn tiềm ẩn trong thịt và máu của lợn. Khi tiêu thụ các sản phẩm từ lợn nhiễm syrus như tiết canh lòng, lòng lợn hay nem chua mà chưa qua chế biến hoặc nấu chín đúng cách, vi khuẩn này có thể xâm nhập vào cơ thể con người và gây ra nhiều bệnh nguy hiểm. Các triệu chứng từ việc nhiễm trùng này có thể bao gồm viêm não xuất huyết, viêm phổi, viêm cơ tim và viêm khớp, gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và thậm chí có thể dẫn đến tình trạng tử vong. Đáng chú ý là số lượng bệnh nhân cao tuổi mắc các bệnh do nhiễm syrus đang tăng lên, đặc biệt là do việc tiêu thụ tiết canh lòng heo mà không qua chế biến kỹ càng. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe của mình, đặc biệt là người cao tuổi, thì việc hạn chế hoặc tránh xa các sản phẩm từ thịt heo chưa qua chế biến hoặc nấu chín các bạn nhé. 4. Làm trầm trọng hơn các bệnh lý mãn tính khi về già. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nội tạng động vật là một nguồn cung cấp chất đạm quan trọng cho cơ thể, nhưng cũng đồng thời chứa đựng nhiều chất béo, đặc biệt là cholesterol, với hàm lượng cao đặc biệt trong óc, gan và cật heo. Với những người cao tuổi, đặc biệt là những người mắc các bệnh lý liên quan đến rối loạn chuyển hóa như tăng cholesterol máu, xơ vữa động mạch, đái tháo đường, gút thừa cân béo phì, thì việc kiêng kỵ ăn cháo lòng từ nội tạng gia súc là vô cùng quan trọng. Cháo lòng không chỉ là nguồn cung cấp cholesterol cao mà còn chứa nhiều chất béo bão hòa. Tất cả đều là các yếu tố có thể gây nguy hại đến sức khỏe của người già. Theo bác sĩ Thiệu, khoa nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, bất kể chúng ta ăn loại lòng heo nào, thì việc quan tâm đến an toàn và vệ sinh thực phẩm là yếu tố phải đặt lên hàng đầu. Bởi cả lòng non và lòng già đều tiềm ẩn rủi ro đối với sức khỏe. Ăn lòng lợn đúng cách để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Nếu bạn vẫn muốn thưởng thức món ăn này để đảm bảo an toàn khi ăn lòng, các chuyên gia khuyên nên mua lòng heo tại các cơ sở uy tín và hạn chế ăn lòng heo quá nhiều. Khi chế biến, chúng ta cần đảm bảo lòng heo được nấu chín hoàn toàn, sử dụng nhiệt độ cao và thời gian nấu đủ lâu để đảm bảo diệt khuẩn, dung sáng tồn tại trong lòng lợn. Khi ăn, mọi người nên ăn lúc vừa được nấu chín tới, còn nóng để giúp giảm nguy cơ nhiễm khuẩn. Bác sĩ Thiệu lưu ý, các loại thực phẩm giàu chất đạm như lòng là môi trường rất lý tưởng để các loại vi khuẩn gây ngộ độc sinh sôi. Do đó, dù đã nấu chín, nhưng nếu để ngoài môi trường thời gian dài, lòng cũng rất dễ bị nhiễm khuẩn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, nội tạng động vật vẫn có giá trị nhất định khi ăn với lượng vừa phải. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều lòng lợn, có thể gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Nguyên nhân là do nội tạng động vật
bao gồm cả lòng lợn có chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol. Ăn quá nhiều lòng lợn sẽ có nguy cơ bị tăng cholesterol. Khi con người ăn quá nhiều cholesterol sẽ dẫn tới dư thừa chất béo, từ đó làm tăng nguy cơ mắc xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Theo khuyến cáo của chuyên gia dinh dưỡng, mọi người nên hạn chế ăn các tạng có màu trắng, lòng, dạ dày, tràng vì chúng chứa nhiều cholesterol. Nếu muốn ăn lòng lợn, mọi người chỉ nên ăn 3-4 lần trên một tháng. Khẩu phần ăn lành mạnh được khuyến cáo từ dưới 300mg cholesterol trên một ngày, với lượng cholesterol từ tất cả các thực phẩm. Chuyên gia cũng lưu ý thêm rằng, cholesterol không chỉ có trong nội tạng của động vật, mà còn có nhiều trong da động vật, mỡ động vật. Cuối cùng, những người cao tuổi khi mắc bệnh lý mãn tính như thừa cân béo phì, rối loạn chuyển hóa, trẻ nhỏ, người già nên hạn chế ăn món lòng lợn. Thay vào đó, mọi người nên ăn đa dạng, cân bằng các loại thực phẩm, tăng cường vận động thể dục thể thao để đảm bảo sức khỏe tốt hơn khi về già các bạn nhé. Như vậy, chúng ta đã cùng tìm hiểu về một vấn đề quan trọng về sức khỏe, đó là tác động của việc tiêu thụ lòng heo đối với cơ thể, đặc biệt là ở người cao tuổi. Mặc dù lòng lợn là một món ăn khoái khẩu của nhiều người, nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng nó mang lại nhiều nguy cơ đối với sức khỏe nếu tiêu thụ một cách quá mức. Qua video này, hy vọng rằng các bạn đã nhận thức được tầm quan trọng của việc duy trì một chế độ ăn uống cân đối và lành mạnh, đặc biệt là ở tuổi cao. Chúng ta cần nhớ rằng sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà mỗi người có, và việc chăm sóc, bảo vệ nó là trách nhiệm của chúng ta. Từ đó giúp cho tuổi già luôn được khỏe mạnh và sống an vui hơn mỗi ngày. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, đừng quên nhấn nút thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.